Mến chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Góc nhìn thẳng của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Thưa quý vị, vụ việc em bé 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh tại tỉnh Thái Bình là hết sức thương tâm. Trách nhiệm của ai thì cũng đã được xác định và vụ án đã được khởi tố. Vậy nhưng, lợi dụng thời điểm cận kề với Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 và tháng hành động vì trẻ em của năm 2024, thì các phần tử cơ hội phản động lưu vong đã tung ra những luận điệu xuyên tạc đảng nhà nước ta về chính sách chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Ngoài những luận điệu có thể nói là cũ rích rằng trẻ em Việt Nam bị bạo hành, không có quyền bảo vệ, không được chăm sóc đúng mực, thì những chương trình, đề án, phong trào chăm lo cho trẻ em cũng bị xuyên tạc thành chạy theo thành tích, chỉ tiêu, mang tính hình thức. Trong khi đó thì thực tế hoàn toàn trái ngược. Cụ thể thì tại tỉnh Bình Phước sẽ được ghi nhận trong chương trình Góc nhìn thẳng kỳ này. Mời quý vị cùng theo dõi. Từ tháng 4 năm 2024 đến nay, câu lạc bộ Giữ mãi tuổi thanh xuân, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành do bà Phạm Thị Thúy làm chủ nhiệm đã nhận đỡ đầu em Nguyễn Anh Tiến, 10 tuổi. Tiến lớn lên trong hoàn cảnh không có mẹ từ sớm, cha bị tai nạn qua đời nên phải ở với bà nội già yếu trong căn nhà đại đoàn kết. Đỡ đầu em, ngoài hỗ trợ vật chất, kinh phí hàng tháng, các thành viên câu lạc bộ cũng thường xuyên động viên thăm hỏi kịp thời. Đây là một hoạt động nhân ái, chăm lo, giáo dục và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mà các hội, đoàn thể và chính quyền địa phương ở thị xã Chơn Thành đang tích cực thực hiện. Là mẹ đỡ đầu để cho cháu hàng năm, mỗi tháng là 500.000 đồng, mà cho đến năm 18 tuổi. Chúng tôi cũng mong muốn cho cháu được nhiều mạnh thường quân để hỗ trợ cho cháu được tiến hành về sau này, cho cháu học tập. Thì chúng tôi làm theo cái mức mà để cho các cháu được bảo vệ cho các cháu toàn diện. Như vậy, Tiến không phải là trường hợp cá biệt duy nhất. Để làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, thị xã Chơn Thành đã tạo điều kiện tổ chức nhiều hoạt động, nhất là trang bị kỹ năng mềm để trẻ em nhận thức đúng và tự bảo vệ chính mình. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thị xã cũng đã huy động các nguồn lực đầu tư từ đời sống vật chất cho đến tinh thần, bảo đảm chất lượng và phù hợp với nhu cầu, không đúng như một số luận điệu xuyên tạc đã cho rằng chăm sóc trẻ em còn mang hình thức chạy theo chỉ tiêu. Đối với cái ý kiến cho rằng các cái định hướng cũng như là cái nguồn lực đầu tư cho công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em từ trên thì chưa phù hợp, chưa đáp ứng được hết nhu cầu, mang tính hình thức và chạy theo thành tích. Thì ở góc độ cá nhân thì tôi cho rằng nó cũng chưa thực sự là đúng, bởi vì phải xác định là những cái nguồn lực đầu tư mà nhà nước xác định hay là những cái chủ trương định hướng thì không phải từ trên mà phải căn cứ vào cái kết quả tình hình thực tiễn qua suốt một quá trình và được thống kê tổng hợp bằng những con số chứng minh rất là cụ thể để có được xác định được cái lộ trình về cái nhu cầu đầu tư cũng như là định hướng được các cái nhiệm vụ cho từng cấp để tổ chức thực hiện. Từ xã hội, nhà trường cho đến mỗi gia đình đang hành động bằng những việc làm cụ thể để giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên nhiều phương diện. Từ đó thì động viên rất lớn cho trẻ em, dù đô thị hay nông thôn, được bày tỏ mong muốn và thực hiện điều mình yêu thích để phát triển bản thân. Con cảm thấy nếu như mà mọi người tổ chức như vậy thì có thể là người lớn và nhà trường có thể sẽ hiểu trẻ em hơn và sẽ biết là trẻ em còn nhu cầu gì và không thích cái gì. Sẽ tổ chức cho trẻ em những hoạt động để trẻ em có thể hiểu biết thêm về nhiều xô, nhiều cái để trẻ em phát triển, trẻ em có nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí, tham gia nhiều hoạt động. Gia đình em cũng muốn là cho các bé vui chơi với các anh chị cùng biểu diễn với các xã, các ấp, đồ, các trường để các bé để có một sân chơi lành mạnh, vui tươi rồi. Câu chuyện thực tế tại thị xã Chơn Thành cũng là chủ trương xuyên suốt được tỉnh Bình Phước triển khai thực hiện nhiều năm qua. Mới đây nhất thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã phát động tháng hành động vì trẻ em từ ngày 31 tháng 5 với chủ đề Hành động thiết thực tập trung nguồn lực cho trẻ em. Qua đó thì nhiều chương trình, hoạt động, việc làm cần thiết được huyện, thị xã, thành phố quyết tâm thực hiện để chăm lo đầy đủ cho trẻ em như là chia sẻ của các đơn vị có chức năng. Trong cái tháng hành động trẻ em năm nay ấy, thì thành phố có tổ chức rất nhiều cái chuỗi hoạt động. Trong đó ngoài cái chuyện thi cái chuyện theo sách
thì có những cái tổ chức tập bơi, bơi lội, các cái tổ chức hoạt động bóng đá, bóng chuyền. Chủ đề của tháng hành động của trẻ em năm nay là hành động thiết thực, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác trẻ em. Thì đó là một cái chủ đề đã nói lên được cái tầm quan trọng và cái nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền cũng như toàn xã hội về công tác trẻ em. Và để thực hiện nhiệm vụ đó thì Sở Lao động đã hướng dẫn cũng như là phối hợp với các đơn vị liên quan. Trong kế hoạch chúng ta là có mà mỗi xã, phường, thị trấn đều bố trí một cái công trình dành cho trẻ em. Đối với tháng hành động trẻ em thì các cấp, các ngành cũng cùng như là chỉ đạo về cái hoạt động trùng với lại tháng hè mà. Cho nên là cái việc mà tạo cái sân chơi cho trẻ em cũng rất cần thiết ở trong cái dịp này. Mà làm sao để đảm bảo cho em vừa có sân chơi mà vừa an toàn, vừa lành mạnh. Thưa quý vị, hơn 10 năm qua, sau khi Bộ Chính trị ban hành các chỉ thị số 20, 28 về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, tỉnh Bình Phước đã cụ thể bằng những nghị quyết, chương trình hành động thiết thực với các kết quả tích cực, bảo đảm trẻ em trên địa bàn được chăm sóc, giáo dục, bảo vệ đúng lộ trình. Chi tiết thì phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với cán bộ làm công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia phỏng vấn với chương trình ạ. Thưa ông, thì thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em thì thời gian qua Bình Phước mình đã thực hiện và đạt kết quả như thế nào ạ? Đối với công tác bảo vệ trẻ em thì vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 28 về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu thời kỳ phồn vinh đất nước hạnh phúc. Tiếp theo của cái chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị về công tác này. Thì thực hiện công tác này thì đối với tỉnh Bình Phước thì đối với công tác trẻ em thì đã được triển khai đạt được rất khá nhiều các kết quả mà rất là tốt. Đặc biệt là trong đó là cái công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em là được tăng cường, được tất cả các cấp các ngành quan tâm. Việc đầu tư nguồn lực cho trẻ em năm sau thì cao hơn năm trước, nên đạt rất nhiều cái giá trị. Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được bảo vệ, được chăm sóc cả ba cấp độ, từ cấp độ phòng ngừa, giáo dục và chăm sóc một cách đảm bảo. Tiếp theo đó là việc thực hiện các cái chương trình, đề án về bảo vệ trẻ em. Đặc biệt tỉnh Bình Phước chúng ta có một nghị quyết số 26 về ban hành cái đề án tăng cường các giáo dục trẻ em giai đoạn 21-25 và tầm nhìn đến 2030. Thì đến thì hiện nay thì trong 24 chỉ tiêu của nghị quyết thì cơ bản các chỉ tiêu đã đạt. Ông có thể chia sẻ thêm là thời gian tới thì Bình Phước sẽ đưa ra những cái giải pháp gì để khắc phục những cái khó khăn vướng mắc hiện nay ạ, thưa ông? Trong chương trình hành động vì trẻ em của tỉnh theo kế hoạch số 206 của ban tỉnh về chương trình hành động vì trẻ em của tỉnh giai đoạn 2021-2030 thì cũng đề ra rất nhiều các giải pháp. Trong đó đặc biệt là tỉnh chú trọng đến các cái giải pháp về tăng cường sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền để cùng phối hợp với lại các cấp, các ngành và toàn dân đối với công tác trẻ em. Thứ hai đó là việc thực hiện các cái chương trình hành động về trẻ em, các kế hoạch về trẻ em, rồi các hoạt động quản lý nhà nước về trẻ em để làm sao mà chúng ta huy động được hết cái nguồn lực ở trong xã hội đối với công tác này. Đấy, đặc biệt là có những cái chương trình lớn, ví dụ như là chương trình về phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại trẻ em, chương trình về phòng ngừa lao động trẻ em, rồi là chương trình chăm sóc sức khỏe cho trẻ em ở những cái vùng đồng bào, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Đó là những cái chương trình mà khá lớn, đòi hỏi các nguồn lực cũng khá nhiều và sự chung tay của các cấp chính quyền. Như trong cuộc trao đổi vừa rồi thì rõ ràng các cấp chính quyền đến ban ngành đoàn thể địa phương hay là mỗi gia đình đều quan tâm chú trọng chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em từ đời sống vật chất cho đến tinh thần. Trẻ em được ăn ngủ, được học hành, được hưởng các quyền lợi và tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội. Do đó, không có cái gọi là hình thức hay đảng nhà nước ta chưa thật sự quan tâm tới trẻ em như là những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Góc nhìn thẳng của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Xin chào và hẹn gặp lại!